Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm rất là hay, một phần mềm có tên là One Password. Phần mềm này thì sẽ giúp các bạn có thể là lưu mật khẩu này, có thể là bảo mật bằng vân tay như các bạn đang thấy, và có thể là đăng nhập các tài khoản diễn đàn hay là các tài khoản ngân hàng nhanh chóng mà các bạn không cần phải gõ một từng mật khẩu một, không cần phải ghi nhớ từng mật khẩu một. Tất cả One Password sẽ làm được cho các bạn. Phần mềm này thì có mặt ở trên Android, có mặt trên iOS, Windows và cả Mac OS nữa. Thế nên là các bạn chỉ cần đăng nhập ở một tài khoản, ví dụ như là các bạn dùng iPhone, các bạn đăng nhập vào thì ở trên Windows cũng sẽ đăng nhập được như thế. Các bạn không cần phải nhập lại ở trên Windows nữa. Ok, trong lần đầu tiên đăng nhập thì các bạn sẽ phải nhập một mật khẩu. Nếu mà các bạn đã có tài khoản sẵn rồi, tài khoản One Password sẵn rồi thì các bạn có thể bỏ qua phần này, các bạn hãy chọn đồng bộ với lại cái cơ sở dữ liệu có sẵn. Nếu mà các bạn chưa có thì các bạn hãy chọn phần tạo cơ sở dữ liệu mới, nhập một mật khẩu. Mật khẩu này thì sẽ là mật khẩu để các bạn truy cập phần mềm và cũng là mật khẩu duy nhất mà các bạn nên nhớ. Sang đến trang bảo mật của phần mềm thì các bạn hãy chọn phần Talk ID, chọn phần cảm biến vân tay nếu mà máy các bạn có. Chọn Lock on Exit. Sau khi mà các bạn vừa thoát khỏi phần mềm ra thì các bạn mở lại phần mềm ngay thì nó vẫn khóa phần mềm đó lại để giúp các bạn bảo mật thông tin. Outlook. Khi mà các bạn vào phần mềm đấy, sau bao nhiêu phút thì máy sẽ tự động khóa, 2 phút hoặc là 10 phút tùy các bạn, không ảnh hưởng lắm. Chọn đồng bộ với cơ sở dữ liệu ở đâu thì các bạn hãy nhập cả hai cho mình, nhập cả email và nhập cả chọn đồng bộ vào iCloud. Và sau đó ấn Let's Go. Sau khi chọn Let's Go thì phần mềm sẽ quét cái iCloud của mình. Ví dụ như vừa rồi thì mình có nhập mật khẩu mới mà trên iCloud của mình đã có sẵn cơ sở dữ liệu rồi, thì sau khi quét thì phần mềm sẽ báo là đã tìm thấy một cơ sở dữ liệu có sẵn của phần mềm One Password trên iCloud. Nó sẽ yêu cầu là gộp thông tin của cái One Password này trên iCloud không, thì nó sẽ đồng bộ các cái thông tin mà mình đã nhập từ trước, để khi các bạn mà giả sử các bạn đăng nhập vào máy khác, các bạn đăng nhập đúng iCloud đấy thì sau đó cài đặt phần mềm One Password thì nó sẽ tự cập nhật cơ sở dữ liệu. Các bạn không cần phải nhập lại nữa mỗi lần mà đổi máy từ 6 lên 6S là 5S đổi với nhau. Đấy, cái cơ sở dữ liệu của mình đã lưu từ trước nó vẫn còn ở đây. Đầu tiên thì sơ qua về giao diện, chúng ta có favorite này, category ở trong các đề mục đấy thì có rất là nhiều đề mục, tạm bỏ qua đã. Trong phần setting thì các bạn hãy chú ý cho mình phần security. Phần security này thì các bạn hãy bật Talk ID lên để sử dụng Talk ID làm bảo mật chính, nhập vân tay thay vì mật khẩu. Như thế sẽ tiện hơn và nhanh hơn rất nhiều, bảo mật hơn nữa. One Password còn cung cấp cho các bạn một trình duyệt nữa để các bạn có thể đăng nhập trực tiếp trên phần mềm này. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập thử các bạn. Các bạn hãy ấn vào nút đăng nhập này, sau đó ấn nút Share, chọn One Password. Phần mềm sẽ yêu cầu các bạn nhập mật khẩu hoặc là Talk ID hoặc là cảm biến vân tay nếu các bạn có, máy các bạn có. Sau đó thì các bạn hãy chọn phần tinh tế.vn như mình đã lưu từ trước ở đây rồi. Đấy. Sau khi chọn xong thì phần mềm sẽ tự trở về cái trang web của các bạn. Các bạn hãy ấn vào ô đăng nhập và các bạn đã thấy là thông tin đăng nhập của mình đã được hiện ở đây rồi. Các bạn chỉ cần ấn đăng nhập thôi, rất là nhanh. Ta-da! Mình đã đăng nhập được rồi. Ngoài mật khẩu ra thì One Password cũng cung cấp cho các bạn nhập nốt này, nhập ghi chú, những ghi chú mà các bạn cần bảo mật, ví dụ như là thông tin tài khoản, ai nợ tiền, sinh nhật ai, có nhập tài khoản ngân hàng để các bạn có thể thanh toán qua eBay, các bạn thanh toán qua các phần mềm mua sắm trực tuyến mà hỗ trợ One Password. Và phần mềm cũng cung cấp cho các bạn có thể nhập danh bạ, những danh bạ mà các bạn cần bảo mật thông tin. Đấy, khi mà các bạn mở phần mềm này lên thì mới có thể xem được các cái thông tin mà mình đã nhập vào. Phần mềm này thì đặc biệt tiện với những bạn mà sử dụng máy có cảm biến vân tay. Còn với những bạn mà không có cảm biến vân tay thì có thể là sẽ phiền phức một chút khi các bạn sẽ phải đăng nhập bằng mật khẩu. Việc chỉ phải nhớ một mật khẩu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc các bạn nhớ 5-7 tài khoản khác nhau. Phần mềm này có hữu ích với các bạn hay không? Và còn bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng có thể chia sẻ xuống phía bên dưới. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV và hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ trưa ngày mai trong một video mới. Xin chào!